Xin chào các bạn, mình là Việt Anh, founder và CEO của Spyroom. Cũng đã lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ. Ngày hôm nay mình có một thông báo vô cùng quan trọng muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng trước tiên, mình muốn kể cho các bạn 3 câu chuyện. Chỉ là 3 câu chuyện nhỏ con thôi, không có gì to tát cả. Câu chuyện đầu tiên là về sự khó dự đoán của tương lai. Năm 2016, bọn mình bắt đầu chập chững đi những bước đầu tiên trong hành trình xây dựng Spyroom. Ở thời điểm hiện tại, sau 8 năm lăn lộn, mình có thể chắc chắn rằng bản thân và đội ngũ đã phát triển vượt bậc so với thời điểm đó trên rất nhiều phương diện. Tuy nhiên, nếu so sánh bản thân hiện tại với hình dung hay kỳ vọng lúc bấy giờ, mình nghĩ kết quả vẫn là một trời một vực. Trong ước mơ của chính mình khi đó, Việt Anh năm 30 tuổi sẽ đẹp trai phong độ, lắm tiền nhiều của, cái gì cũng biết làm, từ viết lách, thiết kế, quay dựng, lập trình đến hát hò, sáng tác, đàn ca sáo nhị. Thế nhưng đến khi 30 tuổi thật, trừ đẹp trai ra thì mình làm gì cũng cùi. Đã thế còn hay bốc phét và tự huyễn hoặc về ngoại hình bản thân. May mắn là team Spyroom thì cái gì trong danh sách trên cũng làm được, giúp mình có thêm cơ hội chui rèn kỹ năng bốc phét hơn nữa. Nói rộng ra, mình nghĩ rất nhiều bạn trẻ cũng giống như chính mình khi đó, thường hình dung về tương lai trong trạng thái không biết những gì mình không biết. Chính vì tâm lý này, chúng ta thường đặt ra những kỳ vọng không hợp lý, đôi khi hơi bề nổi, rồi lạc lối trên hành trình phát triển bản thân. Trong một lần về giao lưu chia sẻ với các bạn học sinh một trường chuyên có tiếng ở miền Trung, sau khi giới thiệu về Spyroom và về bộ sách Người trong môn nghề, mình nhận được câu hỏi từ một bạn học sinh. Em học giỏi tất cả các môn trên trường, toán lý hóa em trên 9 phẩy, văn sử địa hay tiếng Anh em cũng đứng top ở lớp. Vì vậy em nghĩ bản thân theo ngành nghề nào cũng được và cũng có thể thành công. Như vậy thì em nên lựa chọn hướng đi như thế nào cho tương lai? Mình không nhớ khi đó đã trả lời bạn thế nào, nhưng chắc chắn có đề cập tới việc chỉ học giỏi thôi thì chưa thể đảm bảo cho bạn một sự nghiệp tốt nếu như những kỹ năng khác ngoài năng lực học vấn vẫn không được rèn rũa từ sớm. Mình ước Spyroom có thể phần nào giúp được các bạn như giúp chính mình của 7-8 năm trước, mới ra trường, đầy nhiệt huyết nhưng vẫn còn nhiều điều non nớt. Câu chuyện thứ hai là về sự đóng góp thầm lặng. Ở Spyroom có những thành viên rất đặc biệt. Đây là câu chuyện nhỏ về một thành viên như vậy, mình tạm gọi là V. V là một thành viên kỳ cựu tại Spyroom. Bài viết đầu tiên của bạn trên cộng đồng được đăng tải từ năm 2019. Mình có nói chuyện với bạn một vài lần online nhưng chưa gặp trực tiếp ngoài đời bao giờ. Dù vậy, mình có thể cảm nhận rất rõ sự yêu quý bạn dành cho Spyroom và tất cả các sản phẩm của Động Nhện. V có một thói quen rất đặc biệt. Mỗi tháng bạn đều donate khoảng 1-2 lần khoản tiền 25.000 cùng một lời nhắn ủng hộ Spyroom phát triển. Điều thú vị là việc này đã được duy trì trong khoảng 3 năm trở lại đây, bất chấp cách thức duy nhất để làm được điều đó là chuyển khoản cho mình. Một việc cũng khá mất công. Không phải chỉ như đăng ký thẻ vào một dịch vụ subscription và hàng tháng tiền sẽ tự động được trừ đi từ đó. Ngoài V, ở Spyroom còn có rất nhiều thành viên nhiệt thành như vậy. Những người vẫn ủng hộ team bằng mọi cách, từ viết bài, chia sẻ với bạn bè, tới đóng góp công sức thông qua các hoạt động khác nhau. Những đóng góp này tuy thầm lặng nhưng mang lại rất nhiều ý nghĩa với cả team tụi mình và cũng là động lực để tụi mình tiếp tục hành trình được tới ngày hôm nay. Mình ước có thể kết nối nhiều hơn cũng như tạo ra nhiều giá trị hơn cho những thành viên đặc biệt như vậy nói riêng và cả cộng đồng Spyroom nói chung. Và câu chuyện thứ ba là về nguyện vọng của Spyroom. Ở Spyroom có rất nhiều chuyên gia trong đa dạng lĩnh vực, ví dụ như chùm Excel tin học văn phòng của anh Dương A Quy, chùm thương mại điện tử của anh Trà Bô, chùm viết lách sáng tác của anh Bép, chùm YouTube sáng tạo nội dung thì có Linh Vector, chùm chăn đi ngủ sáng toàn thức dậy muộn thì có mình. Đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều các cao thủ ẩn danh khác mà có thể bạn không ngờ cũng theo dõi Động Nhện. À nhưng mà chùm chăn đi ngủ thì cao thủ ở đâu nhỉ? Bạn có biết rằng trong cộng đồng Spyroom có những anh chị với nhiều thành công trong sự nghiệp, từ làm startup tới làm việc trong những doanh nghiệp lớn top đầu thế giới ở những vị trí quan trọng. Bạn có biết trong cộng đồng Spyroom có cả những nghệ sĩ, nghệ nhân hay nhà sáng tạo nội dung đã khẳng định được tên tuổi trong lĩnh vực của mình. Mình từng gặp rất nhiều anh em như vậy và nhìn ra một đặc điểm chung. Sau tất cả, mọi người đều muốn có thể làm gì đó để đóng góp cho sự phát triển chung của người trẻ Việt Nam. Có lẽ đó chính là thứ keo kết dính giúp mọi người đồng cảm và vẫn gắn bó với Spyroom tới hiện tại sau rất nhiều thăng trầm. Mình ước Spyroom có thể làm được một điều gì đó để cùng mọi người hiện thực hóa mong muốn này và thực sự tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng. Với bước phát triển tiếp theo của Spyroom, mình tin Động Nhện sẽ tiến một bước gần hơn tới mục tiêu này. Vậy Spyroom có gì mới? Xem tới đây thì có lẽ nhiều anh em đã bắt đầu sốt ruột. Ông chém gió ý thôi, tóm lại là các ông định làm gì? Câu trả lời dành cho anh em chỉ gói gọn trong hai chữ thôi. Đó là Spyroom a cappella. À nhầm, không, Spyroom Academy.
Nhưng Spy Room Academy là cái gì? Spy Room Academy là một dự án xã hội được thành lập bởi đội ngũ Spy Room với mục tiêu chia sẻ kiến thức, kỹ năng làm việc cho người Việt, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên và người mới đi làm, nhằm giúp họ phát triển bản thân và tự tin hơn trên hành trình nghề nghiệp. Cụ thể hơn, Spy Room Academy sẽ là nơi đội ngũ Spy Room hợp tác với các tác giả, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực để xây dựng các khóa học trực tuyến, đào tạo các kiến thức, kỹ năng cho người trẻ. Những kiến thức này có thể trải dài từ những nội dung hết sức cơ bản như viết CV, phỏng vấn, định hướng nghề nghiệp, cho tới những nội dung chuyên sâu hơn như quản lý và phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo, tài chính doanh nghiệp, v.v. Mô hình hoạt động của Spy Room Academy là mô hình hội viên trả phí, membership, được thử nghiệm đầu tiên trên nền tảng YouTube, kênh cộng đồng phù hợp và đông đảo nhất trong hệ thống kênh social của nhà nhện. Chi tiết thông tin mình sẽ để ở trong phần mô tả và bình luận dưới video này. Về lâu về dài, Spy Room Team sẽ phát triển thêm nền tảng web với các tính năng tối ưu cho hoạt động học tập để các thành viên có thể tiếp cận các khóa học, tài liệu chuyên sâu, đồng thời kết nối sâu hơn với giảng viên và các thành viên khác của động nhện. Bằng việc liên tục cập nhật các khóa học, tài liệu và cả sách vở mới, Spy Room Academy kỳ vọng sẽ trở thành một thư viện tri thức lớn mạnh tại Việt Nam do người Việt xây dựng, dành cho chính người Việt. Tại sao lại là mô hình hội viên trả phí? Trên thực tế, trước khi chính thức giới thiệu dự án Spy Room Academy, Spy Room Team cũng rất băn khoăn về việc lựa chọn một mô hình hợp lý. Rất nhiều cuộc họp và thảo luận đã diễn ra trong nhiều tháng trời để xác định hướng đi tối ưu nhất. Một ngày nọ, sau quá trình tranh cãi nảy lửa, anh em nóng quá, cảm thấy cần hạ nhiệt nên quyết định đi bơi. Khổ nỗi cái bể bơi đối diện văn phòng Spy Room không bán vé lẻ mà chỉ bán theo dạng thẻ thành viên. Và thế là tụi mình đành chịu. Nóng quá không hạ nhiệt được, lại càng cay, mình quyết định phải lấy được giá trị đó từ trải nghiệm này. Startup mà, giải pháp nào cũng phải được phát triển từ nỗi đau, hay còn gọi là pain point, nghe vậy thì nó mới nguy hiểm. Mặc dù nỗi đau này nghe hơi buồn cười, nhưng mà mô hình membership thì càng nghĩ càng thấy đúng và phù hợp với Spy Room Academy. Sau một thời gian nghiên cứu và tranh luận, mô hình hội viên trả phí này cũng có những điểm mạnh mà tụi mình cảm thấy rất phù hợp. Đầu tiên, mô hình này cho phép Spy Room tạo lập và duy trì kết nối mạnh mẽ hơn với các thành viên tâm huyết của động nhện. Tụi mình có thể lắng nghe và trò chuyện với các bạn nhiều hơn, cũng có thể tổ chức những sự kiện gắn kết muốn làm từ lâu nhưng chưa thực hiện được. Spy Room Team có những ý tưởng khá ngớ ngẩn hoặc là điên rồ, biết đâu bạn sẽ thích cùng tụi mình thực hiện chúng thì sao? Ngoài ra, quan trọng hơn, mô hình membership cho phép mỗi cá nhân tiếp cận thư viện nội dung chất lượng, được cập nhật và bổ sung định kỳ với mức chi phí tối thiểu. Để dễ hiểu hơn, hãy thử nhìn vào phép tính đơn giản sau. Bộ khóa học đầu tiên do Spy Room sản xuất gồm 10 khóa. Các khóa học này có giá dao động trên thị trường khoảng 200.000 đến 500.000 đồng một khóa. Tuy nhiên, với hình thức trả phí thành viên, người học có thể tiếp cận tất cả chỉ với chi phí từ 59.000 đồng một tháng. Với tốc độ cập nhật khóa học mới liên tục, hội viên sẽ phải chi trả một khoản chi phí nhỏ hơn rất nhiều so với các lựa chọn hiện có trên thị trường. Mình tin rằng mô hình này sẽ giúp các kiến thức, kỹ năng được phổ biến với chi phí hợp lý nhất, đặc biệt với những bạn không quá dư giả về kinh tế nhưng có nhu cầu học tập và thu nạp tri thức liên tục. Sau tất cả, đây vẫn luôn là mục tiêu mà mình và đội ngũ không ngừng theo đuổi cùng Spy Room từ khi bắt đầu cho tới tận hôm nay. Đó là bình dân hóa giáo dục và đem đến cơ hội phát triển cho tất cả mọi người. Không có mô hình nào là hoàn hảo. Ở Spy Room Academy, chắc chắn sẽ có những nội dung hay khóa học bạn không cảm thấy thực sự cần thiết cho bản thân. Thế nhưng, khi trở thành thành viên, ngoài việc tiếp cận được những khóa học hữu ích cho chính mình, bạn còn đang gián tiếp giúp một ai đó chưa có điều kiện nhưng cần nội dung đó hơn mình tiếp cận được chúng với chi phí thấp. Đó là tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau mà Spy Room muốn lan tỏa, cũng là niềm tin của tụi mình vào sức mạnh cộng đồng trong việc tạo ra những thay đổi có giá trị lâu dài trong lĩnh vực giáo dục. Có thể đọc tới đây nhiều bạn sẽ thắc mắc, nếu như vậy sao Spy Room không cung cấp các khóa học miễn phí luôn đi? Như vậy không phải sẽ giúp tri thức có thể được lan tỏa tốt hơn hay sao? Thứ nhất, như từng chia sẻ trong bài viết Tiền ở đâu, đầu ở đó, mình tin rất nhiều người, trong đó có chính mình, không có động lực làm một việc gì đó nếu cảm thấy bản thân đang không mất gì cả. Hãy thử nhớ lại những khóa học hay ebook free mà bạn từng nhận được khi đăng ký tham gia các sự kiện giveaway ở đâu đó xem. Chắc là bạn thậm chí còn chưa từng ngó ngàng đến chúng và chỉ nhận về vì tới lúc rảnh mình sẽ xem đúng không? Thứ hai, bài học lớn nhất mình học được trong quá trình xây dựng Spy Room là mọi bộ máy đều cần một mô hình kinh doanh hợp lý để hoạt động bền vững và liên tục tạo ra giá trị thay vì sớm nở tối tàn. Nếu Spy Room không thể tạo ra doanh thu đủ để duy trì và phát triển đội ngũ, chắc chắn việc sinh tồn đã đủ khó khăn rồi, chứ chưa nói tới phát triển lớn mạnh. Vậy nên, mình mong các bạn sẽ ủng hộ lựa chọn này của Spy Room. Với Spy Room Team, đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài với nhiều điều hứa hẹn trong tương lai. Trên hành trình này, tụi mình hy vọng sẽ được đồng hành cùng các bạn. Để kết thúc video này, mình sẽ chia sẻ cách để trở thành hội viên của Spy Room. Đơn giản lắm, bạn chỉ cần nhấn vào nút tham gia tại vị trí ngay bên cạnh nút đăng ký mà thôi. Trong phần thông tin hội viên,
các bạn có thể chọn loại hình mà các bạn mong muốn tham gia, sau đó nhấn vào nút tham gia. Và thế là chúng ta có thể kết nối với nhau rồi. Hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn trong một sự kiện dành riêng cho hội viên trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.